Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập 37m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng với thông số nhà là hướng Đông Bắc, ngõ trước nhà 1m8, cách với lại đường ô tô đi lại 50m, vị trí của ngôi nhà này thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và với vị trí ngôi nhà này rất là gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại tuyến đường xe buýt nhanh. Và với cái thiết kế của cái ngôi nhà này như thế nào thì mời quý vị theo dõi. Với cái căn nhà này thì nó không phải thuộc ngõ thông mọi người ạ. Cụ thể nó là căn ở trong cùng hướng nhà Đông Bắc. Ở cái ngõ này hiện tại có 3 nhà thì căn nhà này là căn trong cùng, được thiết kế và xây dựng độc lập. Có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị là như vậy. Với cái phần căn trong cùng thì nó cũng sẽ có một cái ưu điểm, đó là xe cộ mọi cái để ở phía trước cửa nhà rất là tiện. Ở đây thì chủ nhà có lắp thêm cho mình một cái vòi nước ở bên ngoài. Với phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp, bên ngoài là cửa quấn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế 37m2, mặt tiền của ngôi nhà này thì được 3m2 mọi người ạ. Và nó được cái chiều sâu của ngôi nhà hoàn thiện xong hết rồi, hồ sơ điện nước xong hết rồi, phần sơn, phần gạch lát nền, rồi thiết bị vệ sinh xong hết 100%. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Tầng 1, hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây, thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần cơ bản hoàn thiện, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt cho đầy đủ rồi. Với cái căn nhà này thì mặt tiền không quá lớn, cho nên quý vị nhìn nó được cái chiều sâu. Vị trí ở gần với cái căn nhà này thì nó rất là gần với lại The Pride Hải Phát mọi người ạ, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, cũng như gần với lại cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài đi ra các điểm xoay bít cũng khá là nhanh. Và với cái giá chào bán hiện tại của ngôi nhà này, chủ đang chào bán là 3 tỷ 700 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, tất cả 100% pháp lý chuẩn chỉnh, giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Cho nên Nhà Tốt công nhận với quý vị luôn, là cam đoan với quý vị luôn là 100% giá bán là chủ đầu tư đưa ra, không báo chênh quý vị nhé. Mời theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp hoàn thiện cơ bản xong hết cho quý vị. Về phần tủ bếp, thiết kế ở đây là tủ gỗ, phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ xong hết rồi đó. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi, hồ sơ điện nước tất cả mọi thứ đều đã được hoàn thiện xong xuôi. Với căn nhà này cơ bản gần như là chỉ việc xách vali về ở thôi. Ngoài ra ở đây tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì sử dụng riêng ở phía dưới tầng 1, nhỏ nhắn, đáp ứng công năng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên nhé. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở phía cầu thang đi lên là có ô dính trời ở phía cầu thang đây mọi người nhá. Có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong phần cầu thang. Và phần hành lang đi từ phần cầu thang vào phần phòng ngủ rất là rộng. Với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị, đây là một phòng vệ sinh và một phòng tầng 2 rất là rộng. Thiết kế một phòng ngủ mọi người nhá. Đây, rất là rộng rãi. Gạch lát nền toàn bộ kích thước gạch 60-60, vân đá màu trắng từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Đây. Ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng rất là hợp lý. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Vị trí của ngôi nhà thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó cũng rất là gần với Bia Bà La Khê. Nếu như để nhắc đến Bia Bà La Khê thì cũng rất là nhiều quý khách hàng biết đến đúng không ạ? Hoặc là nhắc đến The Pride Hải Phát thì đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy The Pride Hải Phát quý vị nhé. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Đây.
Ở cái phần ngoài của cái cầu thang này, quý vị ạ, chủ nhà thiết kế ở trên phía tầng 3 nó khác. Cho nên ở phía tầng 2 này, chủ nhà có để một cái phòng này, thì nếu như sau này quý vị về, quý vị có lắp đặt thiết kế ở phần gầm cầu thang này một cái ô nữa cũng khá là hợp lý để quý vị có thể tận dụng để đồ. Còn phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 thì rất là rộng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, rộng rãi, đầy đủ công năng sử dụng. Thiết bị vệ sinh đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, cũng như là cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế có khác hơn so với tầng 2. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ. Tiếp theo ở phần tầng 3, hướng ra phía mặt ngõ. Đấy. Cửa thông phòng, gỗ. Tất cả những cái căn nhà này pháp lý chuẩn chỉnh đều có hỗ trợ vay ngân hàng tối đa đến 80% quý vị nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị ở phần tầng 3, sử dụng cho hai phòng ngủ quý vị ạ. Nói chung nhà như thế nào thì Ngọc Anh quay rất là chi tiết, đầy đủ từ tầng 1 cho lên tầng 4 để quý vị có thể xem, tham khảo xem cái căn này nó có phù hợp với quý vị hay không, với cái mẫu nhà này nó có ok hay không. Còn tất cả mỗi một chủ đầu tư thì đưa tới tay khách hàng một cái nhà thiết kế khác, một cái mẫu nhà khác, bởi vì theo từng cái khổ đất ấy, có khổ thì vuông, có khổ thì dài, có khổ thì chéo một chút. Tuy nhiên thì có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị như vậy. Đường, hướng, giá, vị trí. Đây là phần phòng ngủ ở tầng 3 phía bên trong. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có cho chúng ta 3 phòng ngủ rồi. Vậy thì còn tầng 4 thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Quý vị ơi, đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với một ngôi nhà 4 tầng 37m², thiết kế đầy đủ 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ nhà ạ. Tầng 2 1 phòng, tầng 3 2 phòng và tầng 4 thiết kế thêm cho quý vị 1 phòng ngủ nữa. Là đây. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tiện nghi, thoáng trước, thoáng sau cho quý vị nhé. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tiếp theo, ở phần tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị ở đây hai ô giếng trời luôn, để lấy ánh sáng rất là tự nhiên vào trong cái không gian tầng 4 cũng như là cái phần cầu thang. Đây là cái phần khu vực để máy giặt, đồng thời là sân phơi luôn mọi người ạ. Theo cái hiện đại bây giờ thì cái máy giặt nó kèm sấy nữa. Quý vị có thể thiết kế ở đây một cái dàn phơi thông minh, phơi quần áo rất chi là hợp lý. Đúng không ạ? Và phần còn lại là một phòng riêng nữa để quý vị có thể làm phần phòng thờ nhé. Đó. Rất là hợp lý. Từ vị trí ngôi nhà này cách khoảng tầm 50m là ra tới trục đường ô tô đi lại được. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà 37m này nằm tại phường La Khê, quận Hà Đông thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013403 hoặc 0888 041444. Ngọc Ánh xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.